Dạ thưa cha và dạ cộng đoàn, con được ba ơn. Là một là chồng con đau 6 năm rồi mà bị gai cột sống rồi bị mà thân kinh tọa, là con cứ cầu xin Chúa là xin mẹ là đỡ được khỏi. Thì vừa lấy bệnh bị tai nạn giao thông, là bệnh viện Huế là họ nói là bị máu chảy đồng bên nào, nhưng mà con cứ cầu xin, con xuống tới chấn cầu thang là con cứ cầu xin Chúa cho chồng con được khỏi khỏi bị mổ não, nó sau bị là mổ quấy hàm đấy, là Chúa chữa lành được là con mừng. Là chồng của chị rồi tới ơn gì nữa? Dạ chồng của con là phê rô Hoàng Văn Đông là con vẫn vô nơi mà chứ ở ngoài ngải vẫn vô lấy được chán ạ. Dạ chồng chị có đi mà đang ngồi ngoài đâu? Dạ nhà con ngoài đi đóng quán vô được. Dạ rồi tiếp rồi con có đứa con thằng con trai đâu là bị nghiện ma túy là được 3 năm thì con cũng không biết, xong là cứ người hương xóm là cứ mẹ với con này là thằng cũ là nghiện hút thuốc rồi đập đá có thế rồi là nghiện ma ân điên hút của thuốc chẳng có, nhưng mà con cứ cầu xin tụi hại tụi lai một cái là hắn cứ lên xe là hắn đi xin là con mới này đi là mi mô đỏ cũ nè con đi chơi gì? Nói, con đi chơi mô đỏ cũ chơi cái này khó có chơi cái gì? Dạ con này cũ đi chơi mô đỏ, con đi chơi một tí con về, xong là đến khi con cứ trốn con cũng trở về một cả, thì con cứ lên được ban thơ của mẹ thì con mới cầu xin để mẹ xin mẹ cứu chữa con của con với, xong là con ngồi con về khi mùa 2 giờ sáng là con cứ ngồi cầu xin nữa. Trong của con thì cũng có đôi chén rượu về thì ngủ phê luôn chẳng biết gì hết. Đó. Chồng của chị cái gì? Chồng là uống rượu về là ngủ chẳng biết gì hết. À, chồng của chị là cứ đi đâu về là uống rượu rồi ngủ không biết gì hết. Dạ. Còn con chị? Con là cứ ngồi xin được cửa là cứ đọc kinh được qua mẹ, xong là bắt đầu là con cứ ngồi chơi con là 2 lúc chơi sáng về là con cứ ngồi được cửa đó. Xong rồi đến khi con cứ nói cú này con có hút thuốc thì nó mà bỏ đi khi mà xá đang tội lỗi nó sống là hắn thằng cú là giàu này con không hút luôn, mẹ cứ nghe đeo ai mà cứ nói rứa nó sống là khi này là con với này đi con cứ cầu xin tiếp thì đến khi hắn này đi thôi chứ ba mẹ cứ nghiên rùa con lắm thì cho con đi nước ngoài, xong mà con với này đi ba hắn không cho đi, ba hắn này đi là cuối cùng làm sao? Sáu là bắt đầu là con kiểu cầu xin là chưa lên được là nó cho con đi nước ngoài, là khi nào là con cho đi mà ra đi trong tay là con nó không có 1.000 mua hết, xong là con cố gắng vay mượn cho con đi chứ đến khi là vừa bảo đâu thi đâu cái là này chứng này thiếu có đâu, xong thế con này lên đến toa mẹ mà xin là xin bây giờ làm sao rồi giờ đi nước ngoài rồi. Phấn khởi quá, đi nước ngoài rồi. Nó hết xì ke chưa? Dạ hết rồi cha. Nhà người cha này con sang đây là con gửi tiền về chưa? Dạ gửi về rồi, đi được 7 tháng rồi. Đứa con của chị là xì ke ma túy rồi 3 năm. Rồi chồng thì say rượu chả biết gì, chỉ cứ cầu nguyện cuối cùng lo được cho con đi nước ngoài. Nó bỏ được xì ke ma túy và nó còn gửi tiền về cho gia đình nữa, phải không? Dạ. Rồi, con được một ơn nữa. Một ơn là đứa con gái con là thứ ba là con mới cười được một năm là chưa có con mà con cứ trốn xin là con mới này lên nước toa mẹ mà xin, xong rồi đến khi xin thì tiếp tục vẫn chưa được, đức tin vẫn chưa vương vang vẫn chưa được, là xong là vô đức mẹ là vang xin khẩn thì được là bắt đầu về, chứ ngay mùng 2 Tết đấy là đi bị đồng thai chưa được 7 tháng là vô bệnh viện Ba Đôn họ nói là Gì đó đẻ chưa? Chưa. Là chết được. Mấy tháng rồi? Dạ được 7 tháng là bệnh viện hồn này 80% là đèn nón. Nhưng mà con vừa quyết tâm cầu nguyện xin Chúa cứu chữa con với. Xong là bắt đầu là chưa được 30 tuần rồi là chưa sinh đáng ở nhà. Là chữa chữa lành là con được bà ơn là trong cho chán như con. Chưa đẻ? Dạ chưa. Chết được. Hallelujah.
rồi đáng nghĩa là nó phải đẻ non nhưng mà cầu nguyện vì nó vẫn chưa đẻ, tức là nó phải đẻ già. Phải không? Dạ. Rồi, tôi gửi. Dạ, chị có cái gì rồi? Dạ, con chị có cả rồi. Nhà thưa cha, cho con xin cái đai đi. Về của cha trao tận tay cho đứa con gái con đi. Xin nơi cho mẹ cho con vuông. À, xin cái đài để nó mẹ tròn con vuông để cho nó nghe nhá. Rồi gửi lời thăm cháu với lời gửi thăm cái thằng mà đi nước ngoài nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. À, đấy là con có món quà nhỏ là con gửi đến cho người nghèo. Rồi, người nghèo. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi.